Có lợn không? Có lợn mà. Hay có lợn bé bé. Con này mà bé, con này to rồi. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Nào, cho tay vào đây. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Em chào anh Tùng. Hôm nay cũng vào đây à? Xin chào. Hôm nay tôi cũng vào. Hôm nay mua chăn với lại một số quần áo cho mấy đứa trẻ con. Hôm nay mua. Hôm nay tớ nấu quả xào quả su su này với thịt lợn rang bạn ạ. Chăn này. Chăn này mang cho ai đây? Để đây cho bà con ngủ. Ai buồn ngủ hoặc là trong nhà ấy. Đây tôi mua một ít quà cho mấy đứa trẻ con bé bé. Có quả gì đây? Có quả gì cho tớ xem nào. Mua cho em bé xinh xinh ngày hôm qua vài cái áo khoác này, tại vì ô đẹp quá nhỉ. Thời tiết ở bên này thấy lạnh quá. Cả áo len à? Hai cái áo len này, đẹp. Một cái áo khoác này. Đẹp đấy. Xong rồi mua một ít bánh kẹo thạch cho chúng nó. Ôi, thế thì mấy em nhỏ thích lắm ấy. Mà bọn nó chưa đến đây à? Chưa, chắc là hay là đang ở trên trên theo mẹ trên kiểu. Thế là tí ăn trưa rồi mới xuống. Vâng. Ông xuống đây từ bao giờ? Vào. Tôi vào đây từ lúc 8 giờ sáng rồi. Hôm nay là ăn su su à? Tôi phải 5 năm rồi tôi chưa được ăn quả su su. 5 năm à? 5 năm rồi anh chưa được ăn quả su su. Thế tin được không? Tin thế không? Hôm nay không tin. Trời ơi, anh lấy đâu ở nước ngoài làm sao có su su? Quả su su ở bên nước ngoài hơi bị đắt luôn ấy. Đây thì tôi cất. Thế cất đi, cất đi xong là đi chiều mà. Mấy đứa này đã nghe nhạc bao giờ chưa? Có. Có nghe nhạc bằng cái tai nghe này bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Nghe thử nhé. Nghe nhá. Để anh mở cho mấy đứa nghe nhá. Từ từ đã, đừng gọt cái này không nó gọt vào tay luôn đấy. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Nghe thấy gì không? Nghe nhớ rồi này. Em thấy thế nào? Đẹp. Em thấy thế nào? Nghe em rõ. Nghe rõ á? Đúng. Còn sắp nổ cả tai rồi ấy, còn nghe rõ. Ra đây, ra đây. Ra đây. Ra đây. Bao lâu? U chỉ bao nhưng mà cái này có nhạc thôi, U không cần hiểu đâu. U, bố chơi nhạc tờ gì? Được chưa? Chưa biết, bắt tờ biết, khó coi. Thích không? Thích không? Nó không nghe thấy gì nghe đâu. Có thích không? Không thích à? Tại sao không thích? Tại sao không thích? Lo lo à? Lo bảo là nhạc to quá. Chính sang đây. Sang đây lắc cái đầu cái gì? Đi ra đây nghe cái này thích lắm. Anh còn nghe được mà này. Đây. Được chưa? Bật nhá. Cứ bình thường đi không? Alo. Chính ơi. Chính ơi. Chính. Hả? Chính ơi. Thích không? Thích không? Thích. Thích á? Cái này nhá, em vừa gọt hoa quả luôn. Đây bổ đi, bổ quả đi, lấy cái thớt đẹp đẹp luôn, cái thớt xinh xinh luôn. Cái thớt mới luôn. Gai cua thôi. Gai thôi. Yeah.
Lý ơi. Lý ạ. Lý ơi. Lý ơi. Lý ạ. Hôm nay ăn cơm với cái gì? Bây giờ đang trong tình trạng không nghe thấy gì. Đấy rồi đấy à? Mình sẽ thì... Anh chẳng phải tăng quá nữa. Mình chỉ nói lời. Hả? Mình chỉ nói lời. Gọi Lía đi, gọi Lía đi. Lía ngủ mất rồi. Lía? Có thể là... Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Xem à, hôm qua ai cắt tóc cho? Cao. Ai? Tuấn à? Tuấn Cao. Anh Tuấn cắt á? Ừ. Ôi dồi ôi. Trời ơi, tại sao để anh Tuấn cắt? Đây, đây, quay, nhìn cho mọi người nhìn này. Đây, 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 cứ quay này. Ôi. Tuấn. Hả? Sao? Đây mà là cắt à? Đây là chó cắn ấy. Không phải, cái tăng đơ nó không ăn được ấy. Tí hôm nay có mang tăng đơ mới rồi. Thế à? Ôi, tăng đơ nó mới thì sửa cho. Để tí anh cắt cho, đừng tin anh Tuấn cắt. Anh cắt giỏi hơn đấy nhá. Tí anh cắt tóc cho. Cắt đấy chú bảo. Ông chú bảo. Phố này mẹ cho sáng. À, chú mua, chú vào chơi xong rồi chú mua đồ cho nhá. Không rồi bây giờ mặc nhá. Sao ướt. Ôi, hôm nay mặc áo đẹp đỏ này. À, áo đỏ đẹp. Nhéo nhéo tăng. Ờ, ok. Mùng ơi. Lấy hộ anh cái ba lô của anh ở kia ấy, ở trong nhà ấy. Ngồi đây không nó sợ. Ê, hey, đứng im. Sao lại mút tay? Nào, nào. Cởi cái áo này ra nhé. Cởi cái áo này ra nào. Cởi cái áo này ra. Rồi. Áo này đưa nỉa cầm đi. Rồi, áo này đưa nỉa cầm. Thử nha. Nào, cho tay vào đây. Có nhỏ không nhỉ? Không biết là có nhỏ không. Đẹp vừa nhà. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Chưa hết nha. Chưa hết đâu. Ơ nỉ ở đây, nỉ ở đây, nỉ ở đây. Ô. Cái này là cái váy hay là cái gì đây? À, cái này chắc là mặc ở trong nó ôm đến chân này cho nó ấm nhờ. Ừ, đưa. Vẫn chưa hết. Chưa hết. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Đấy. Mẹ mặc cho nó đi, mẹ mặc thử xem. Mẹ mặc cái này xem có nhựa mặc cái này xem có vừa không? Nhìn mặc cái này xem có vừa không? Thế bây giờ mặc thế nào? Cởi cho nó à? Nán đi, lo tí là nán. Sao tụi tụi nhá? Ôi, nỉa mặc đi. Em chưa có con đâu nên là em mặc hơi khó. Có thể là liệt không? Con nhà tết tao không nhớ là Umi nha, à quên, cái gì nhỉ? Không có là cái gì nhỉ? Chỉ mua. Chỉ mua. Chỉ mua chi. Có phải không nhỉ? À, mi nhua. Đúng rồi. Chỉ mua mi nhua. Quên nói tiếng Nga. Là nghe là phải cởi áo trong ra nhưng mà xem nào. Nào quay đây xem nào, ngại gì. Đẹp quá. Hóp bụng mà ưỡn ngực ra.
Được chưa? Rồi. Ok nhá, cái này cũng vừa đúng không? Rồi, thôi bây giờ mặc áo khoác vào, áo khoác đâu rồi? Áo khoác đâu ấy? À. Đây đây đây, áo khoác đây. À, thế thế mẹ nó thử luôn cái này đi. Lò á? Chỉ lò. Đúng mà lò lò. Cái này to á? To rồi. Thì năm sau mặc. Bảo năm sau mặc là gì? Năm sau mặc là gì? Lía. Năm sau mặc là gì? Lửa sông, lửa sông mặc. Ôi trời, đã hết đâu. Trẻ con đúng không? Không biết mua trò chơi. Cái này thì lấy rất là nhanh, còn quần áo thì không lấy đâu. Ý, còn nữa. Để xem lấy thế nào. Thôi, đây nhá. Cái này đâu xem nào. Cái này với cái này cầm về nhá, còn cái này bóc ra cho mọi người ăn nhá. Cho ăn luôn không? Ủa, cái này là cái gì à? Thạch à? Học kìa. Nói a đi con. Ngon không? Ngon không? Kaka. Nó chi nó? Nó chi nó? Nó chi nó? Cái này có ngọt không? Ngọt. Mùi chanh dây. Ơ, trẻ con này. Bé nhất cho hai cái. Sơ sinh. Sơ sinh. Sơ sinh. Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ơ, được chứ, ăn chứ. Đấy. Ơ, đứa trẻ con đâu? Ôi ôi, đang ăn gì đấy? Khoai lang. Ngon không? Đổi cái thạch lấy củ khoai lang không? Này. Thôi từ từ, thế bóc luôn cho nhá. À, nhưng mà không có kéo. Hai cái luôn đi. Còn được trẻ con nào không nhỉ? Trên chưa? Alo, xa thế. Này. À, anh cắt luôn cho nó. Cắt cắt. Cắt luôn đầu này cho nó ăn này. Đây 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 đây, cho mồm luôn. Ơ, này này. nó sợ ấy. 29 tuổi mà ba đứa rồi. Năng suất à. Đưa xem tay nào. Sao? Nhị làm sao? Về mặc quần nào mới cho nó nhé. Để mấy hôm nữa em mua cho nó cái quần nữa nhé. Mua cái quần này. Mấy quần đây? Ilu. Ilu.
Ừ. Một quần nhá. Thế mùa đông có đi tất không? Ừ. Mùa đông có đi tất không? Lia lia lia. Lia lia cứu cứu. Anh hỏi là thế hai đứa con trai ở nhà thì có đi học không? Ít cả. Một thằng học. Tại sao một thằng học một thằng không học? Tức là 6 tuổi nhưng mà lại khai thành 16 tuổi á? Một năm đi lái nhưng mà là sai là 16 tuổi. Ồ, sao lại sai được nhỉ? À, nghĩa là năm lớp 1 đi làm nhưng mà lại khai là 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi. 16. Đúng không? Lại khai là 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi, nó không được đi học. Hiểu rồi. So sinh, bye bye. Bye bye không? Bye bye đi. Ồ, nó cười kìa. Cười. Tinh năm nay bao nhiêu tuổi? Han Tao Sùng. 18 tuổi. 18 tuổi á? Em có thường xuyên đi ra huyện chơi không? Hả? Thường xuyên đi ra huyện chơi không? Mèo vào. Chị Po. Ừ. Mình cảm thấy như kiểu bây giờ khi mà đúng là ở trên đất nước Việt Nam mình, nhưng khi mà nói tiếng Kinh thì cũng giống như khi mình nói với người nước ngoài, họ thường xuyên không hiểu. Thế em quen Lía và Chính lâu chưa? Lía Chính. Ừ, lâu chưa? Biết nhau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Ừ. Em đã đi học bao giờ chưa? Hả? Có biết viết không? Không biết viết đâu. Không biết viết. Thế có bao giờ uống rượu không? Có uống. Không uống? Thật không? Hả? Thật không? Có uống. Ở nhà thì em ăn gì? Ở nhà? Ừ. Ở nhà. Ăn gì ở nhà? Ăn gì á? Ừ, ăn mè mè. Ăn ngô à? Ngô lắm. Có ăn thịt không? Không ăn thịt đâu. Không ăn thịt á? Ừ. Nhà có bò không? Có. Có một con bò? Có hai con. Hai con bò? Ừ. Có lợn không? Có lợn mà. Ồ. Hay có lợi bé bé. Bao nhiêu? Bằng này không? Con này mà bé, con này to rồi. Con này là rất là to rồi. Thế có gà không? Con gà mà không mua. Tại sao? Con gà mà chỉ mua. Khi mà anh Mạnh không vào đây ấy, khi mà anh Tuấn không ở đây nấu cơm ấy, thì em sẽ làm gì? Đi lấy củi. Đi làm ruộng. Đi làm đất à? Nhà có trồng ngô không? Nhà? Ừ. Nhà có ngô không? Nhà mà chị Bao. Lý ơi, Chính ơi. Anh hỏi Lý. Ra đây phiên dịch hộ anh. Anh hỏi Lý. Nếu mà khi mà anh Mạnh và anh Tuấn chưa đến đây nấu cơm ấy thì Tinh làm gì ở nhà? Cắt rau cỏ. Thế nhà có ruộng hay là có ngô không? Có mà. Cứ đến mùa là phải đi thu hoạch ngô về ăn à? Đúng rồi. À, Tinh, sau này em muốn là nhà có bao nhiêu con lợn, bao nhiêu con gà hay là bao nhiêu con bò? Cái mà mua mà hai con lợn, hai con bò. Mấy con gà? Một đàn gà nhá. Con gà mà ba cô bé. Thế sao không muốn con to mà lại muốn con bé làm gì? Tại sao muốn con bé? Bé. Thế sao không muốn con to? Tại sao không muốn con to mà lại muốn con bé thế? Chỉ mua tủ lô, mua tủ bé. Tủ lô mà tủa ta. À, con lớn thì nó sẽ chết nhanh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó chết nhanh thì mình được ăn nó nhanh. Đúng rồi.
dịch đi. Bảo là con gà to thì nó chết nhanh thì mình sẽ được ăn thịt nó nhanh. Khi nói chuyện với mấy em này thì mình mới cảm thấy là thực sự là cuộc sống của mình quá may mắn khi mà mình được tiếp cận với những thứ hiện đại và được sống ở ngoài huyện chứ không phải sống ở trong này. Bởi vì nếu mà sống ở trong này có lẽ là có thể là mình vẫn sẽ ở đây và cũng sẽ đi làm vườn như thế này, bởi vì là không có đường, không có điện. Điện thì mới chỉ kéo năm ngoái thôi, còn đường thì bây giờ vẫn làm. Và những cái quan trọng nhất để mà phát triển một con người, để mở cái tư duy sáng tạo là sự tiếp cận với thế giới, kiểu có thể nói là thế giới văn minh. Bây giờ thì các em ở đây hoàn toàn rất là không biết. Đến nỗi là hôm qua mình có gặp những cái em bé tầm 8-9 tuổi ấy. Ngày trước cái trò chơi của họ chỉ là trèo lên núi và đi bắt những cái con cào cào, con châu chấu về chơi thôi. Còn bây giờ khi mà kéo điện vào đến đây, mọi người có thể xem được tivi ấy, các em đấy mới biết là lấy đất và đi nặn những cái hình thù con trâu, con bò và làm một cái chuồng rất là đẹp. Có thể nói là khi mà điện vừa vào đến đây cái là bà con kiểu là được khai sáng luôn. Mình thấy rất là ý nghĩa. Lý thích làm bác sĩ đúng không? Bác sĩ cho người hay là bác sĩ cho con gà, con bò? Bác sĩ cho người á. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà ở trong này ấy, thì nên là bác sĩ cho con gà, con bò, gọi là bác sĩ thú y. Thì em có thể ở trong huyện em đi chữa bệnh cho các con gà, con bò, rồi giúp đỡ người dân ở đây. Rất là tốt. Nhân cao con lại xấu. Bây giờ tỉa cái má tí rồi. Hôm nay má muốn đi chết cả. Thôi chết rồi. Hôm nay mà yếu máu thôi thì đi. Cũng được đúng không? Thí sinh tiếp theo. Ý ơi. Ok. Xa xanh, cảm ơn. Xa xanh.
Rất là nghịch. Còn mộ như đó tha cho khí chiên không đẹp. Ôi dồi ôi, thế này mà không đẹp, nhìn lại xem không đẹp. Đẹp nhất. À đúng rồi, đẹp nhất mà bảo không đẹp. Ôi giời, kinh. Vắt một phát tóc xong luôn. Hôm nay là có 3 người, người cắt đầu tiên hơi khó, xong rồi đến người thứ 3 càng ngày càng đẹp dần. Đúng là quen tay thật, cắt người đầu tiên hơi khó. Cắt cho thằng Tinh đầu tiên này, xong cắt đứa trẻ con, xong rồi cắt cho thằng Chính này là đẹp nhất. Lần đầu tiên mình cắt tóc cho người khác. Nói chung là thành công. Và công nhận là có người tin mình thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động khi mà có người tin mình ngồi để cho mình cắt tóc.